Ok, chào tất cả các bạn, mình là Thủy Văn TV. Và hôm nay thì mình mới nhận được một cái đơn hàng đây. Hiện tại thì mình đang bày hết cả đồ đây, đang làm video khác các bạn. Nhưng mà vừa rồi thì Shopee có gửi cho mình một cái đơn hàng này các bạn. Không đồng nha các bạn. Không đồng thôi các bạn. Nhưng mà thực ra đơn hàng này nó trị giá là 5 triệu đồng nha các bạn, hơn 5 triệu. Mình đã thanh toán chuyển khoản rồi. Đây là một cái chiếc máy quay Action Cam này các bạn, của DJI OSMO cái gì đó các bạn. Nhưng mà giá đợt mới đầu thì nó tầm khoảng 90 triệu, bây giờ thì nó chỉ xuống còn hơn 5 triệu thôi. Không biết là nó có ngon hay không, không biết là nó có phải hàng chính hãng hay là hàng nhái, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp nhá, mở luôn các bạn. Thông thường thì mình sẽ để không phải kiểm tra các thứ thì mình để đấy, bao giờ rảnh thì mình làm. Nhưng mà cái này thì mình phải kiểm tra trước, nếu mà nó là hàng giả, hàng nhái thì mình sẽ tiến hành đổi trả của Shopee nha bạn. Tại vì Shopee thì nó không để được quá lâu các bạn đấy, nên là mình sẽ bóc luôn cho các bạn xem luôn nhá. Đây các bạn, đây là một cái tờ phiếu bảo hành đây các bạn, của VG Camera Store đây các bạn. Có phiếu bảo hành nha các bạn, cái sản phẩm này thì được bảo hành 12 tháng này. DJI Osmo Action Cam bảo hành 12 tháng, có phiếu bảo hành nha các bạn. Đây, sản phẩm là 5.372.000 nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp cái sản phẩm này ra nha các bạn. Xem là nó có phải là hàng chính hãng, hàng chuẩn hay không. Hiện tại thì mình đang thấy có một cái tem ở đây, chưa ai bóc ra cả. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành bóc tem nhé. Đấy. Wow. Nhìn đã thấy nó biết nó hàng chuẩn rồi các bạn ơi. Đây, sản phẩm này có giá là 5.1 triệu nha các bạn. 5.1 triệu, còn cái hộp nhỏ nhỏ này là cáp sạc nữa các bạn. Thì mình kiểm tra qua thôi, còn nếu mà ok thì mấy hôm nữa thì mình sẽ đi test thử cho các bạn xem, rồi sẽ có video nha các bạn. Đây các bạn, đây là toàn bộ ở trong hộp của nó. Trời ơi, cái quyển sách hướng dẫn này các bạn, siêu dày luôn này. Chưa thấy cái quyển sách nào hướng dẫn sử dụng sản phẩm mà nó dày như thế này các bạn. Đây là một cái hộp pin của DJI các bạn. Đấy. Pin này thì nó sẽ thiết kế liền với cái thân máy luôn nha các bạn. Đây là cái phụ kiện này. Đấy, một cái mount để mình có thể dán lên xe máy hoặc là các thứ đấy các bạn. Được tặng 2 cái nha. Đây là một cái cọng dây cắp sạc các bạn. Bọc luôn. Đây. Cổng USB Type-C nha các bạn. Chuẩn mới này. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành kiểm tra qua này, xem bật nguồn các thứ nó ok không. Cũng khá là nhẹ đây các bạn. Bọc tem này. Nét này nẹt luôn các bạn ơi. Wow. Cái này chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đây các bạn. Ok các bạn, đây chính là con DJI Osmo mà mình hôm trước thì mình có mở hộp đấy các bạn. Mình đã có thời gian sử dụng qua 1 tuần rồi và mình thấy khá là hài lòng với con DJI Osmo này. Thì mới đầu thì mình sử dụng con này thì mình cũng thấy khá là khó chịu, bởi vì là màn hình nó bị lag các bạn. Mình cứ phải chuyển động một lúc sau thì nó mới bắt kịp theo cái chuyển động của mình các bạn. Thì sau khi mà mình tải cái phần mềm DJI MIMO về các bạn, nó cho mình một cái bản update firmware mới. Và sau khi mình update firmware thì nó đã trở lại cái trạng thái bình thường, nó không còn bị lag nữa nha các bạn. Đấy, nó không còn có bị lag nữa, kể cả khi mà mình quay phim. Đây, hiện tại thì mình đang quay ở chế độ 1080 30 frame. Đó, và trong khi quay thì mình có thể thay đổi màn hình luôn nha các bạn. Đấy, vẫn đang quay này. Đó. 2 cái tính năng này là cái bản firmware này mới update các bạn. Đó, tức là không còn bị lag nữa này, và trong khi quay mà mình có thể đổi được màn hình nha các bạn. Đó, cái này phù hợp cho các bạn nào quay vlog này, mình thích nhất là cái màn hình này. Đấy. Mình định mua GoPro nhưng mà GoPro thì nó lại không có màn hình. Có màn hình ngoài thì mình lại mua thêm một cái màn hình ngoài nữa, tầm khoảng 2-3 triệu cắm vào, và mỗi lần dùng lại phải cắm vào. Ở đây thì nó có sẵn cái màn hình ngoài rồi thì là rất tiện, nên là mình quyết định chọn DJI Mặc dù thì mình thấy màu sắc của con GoPro có vẻ là nó đẹp hơn, nhưng mà mình vẫn quyết định chọn mua con DJI này bởi vì có cái màn hình này các bạn. Đấy, quay nó khá là tiện, mình có thể căn góc, có thể quan sát được những cái đằng sau, những cái bố cục của video của mình cho nó hài hòa hơn. Đấy các bạn, tránh trường hợp là quay nguyên cái cằm hoặc quay nguyên cái trán của mình. Và đặc biệt là con này quay thì cũng khá là ngon các bạn. Mình thường quay ở chế độ 1080p này. Đấy. Và cái chế độ 1080p này thì nó cho... Đây mình sẽ bật cho các bạn xem này. 1080 nó cho quay tới 240 frame hình trên giây các bạn. Các bạn có thể thoải mái slow motion. Hoặc là các bạn thích slow motion chậm hơn nữa thì các bạn chuyển sang cái chế độ slow motion trong máy này. Nó có cho phép là slow motion 8x nha các bạn. Rất là chậm luôn đấy. Đó, và slow motion thì các bạn nên là chọn sử dụng ánh sáng mà nó tốt một chút để nó ghi lại, nó không bị nháy các bạn. Đó. Còn HDR, con này quay cũng khá đẹp, màu sắc khá là sáng, nhưng mà nếu mà các bạn quay đêm thì nó sẽ thường bị noi. Mình đã test quay đêm giữa HDR và quay video thường thì mình thấy cái chế độ quay thường thì màu sắc ra thì cái chế độ thường nó đẹp hơn các bạn. Cái HDR nó sáng hơn nhưng mà nó bị noi nhiều hơn. Ok các bạn, hiện tại thì mình đang test camera, đang quay ở chế độ HDR 1080 30 frame trên giây. Trời đang tối đen như mực. Ok các bạn, và đây là mình đang quay ở chế độ 1080 30 frame có chống rung. Bầu trời khá là tối này. Đó, các bạn đang định đánh giá con này là tầm khoảng 7 điểm thôi. Nhưng mà nó sau cái bản cập nhật firmware nó mình tăng sau này lên 8,5 điểm cho các bạn. Đấy, đánh giá con này là 8,5 điểm trên thang điểm 10. Nó đã update khá là nhiều rồi, nói chung là cũng khá là ngon. Và giá của con này thì bây giờ nó quá là rẻ rồi, nó tầm khoảng hơn 5 triệu một chút thôi các bạn. Không có sản phẩm nào mà có thể cạnh tranh được với con này. Vì cái chất lượng camera của bạn, quay 4K nó cực kỳ là nét luôn. Nhưng mà mình thì mình chỉ chơi là 1080 thôi các bạn. Nó vừa đủ, nó vừa nét rồi, đủ độ nét của mình rồi. Quay nhiều hơn thì nó cũng chỉ có nặng máy thôi. Và con này nó xuất ra được hai định dạng video, một là MP4, hai là MOV. Và mình sẽ khuyên các bạn là nên sử dụng đuôi MOV bởi vì đuôi này nó nhẹ hơn các bạn. Đuôi MP4 nó nặng vãi cất trưởng luôn các bạn. Không biết là camera này nó xuất ra kiểu gì mà đuôi MP4 nó nặng kinh khủng khiếp. Cho nên cái máy tính của mình render và cái máy tính của mình nó cũng vật vã luôn các bạn. Đấy, quay cái đuôi MOV thì nó sẽ nhẹ hơn. Đó các bạn, còn về khả năng chống rung thì con này cũng không phải là nói rồi. Nó tương đương với những cái con GoPro 7, GoPro 8 rồi. Chống rung của nó cực kỳ là bá đạo luôn. Cầm như thế này thôi, đi ra đường quay mà góc nó rộng kiểu như là nó bao trùm cả thế giới các bạn. Đấy, góc của nó cực kỳ là rộng luôn, mà cái khả năng chống rung cái cực kỳ là đỉnh cấp luôn các bạn. Chống rung là cực kỳ là đỉnh cấp luôn. Mình mọi khi đâu ạ, mọi khi thì mình phải cầm theo cái đây các bạn, mọi khi thì mình phải cầm thêm cái gimbal như thế này, nó rất là nặng, nó rất là to, cầm ra ngoài mẹ mọi người cứ nhìn thằng này làm gì trời, thằng này làm gì trời đấy các bạn. Nhưng mà bây giờ thì nó sẽ hết sức là nhẹ nhàng thôi. Đấy, cầm một con action cam, con này nó cầm nó cũng khá là nặng tay nhưng mà nó không quá nặng như cái này các bạn. Đấy, cầm dơ lên phát góc rộng mênh mông, quay các thứ chống rung 30 các thứ các bạn, chạy nói chung là thoải mái luôn, hình ảnh vẫn hết sức là mượt. Đây, nâng cấp lên con này nha các bạn. Con này không dùng nữa, dùng con này. Đấy, bây giờ ra ngoài thì mình sẽ cầm theo con này thôi, hết sức là nhỏ gọn, đút vào túi, có cái gì lôi ra là bấm ngay các bạn nha. Đấy, nó có hai cái bật, là bật bằng cái phím nguồn này hoặc là bật bằng cái phím quay phim này. Mình cài đặt một phát là nó có thể bật vào đây phát là nó sẽ quay luôn nha các bạn. Đây, mình đang cài đặt ở chế độ chụp ảnh, bấm vào đây phát là nó sẽ chụp ảnh luôn. Đấy, chụp liên liệu. Đấy, mình sẽ cài đặt vào quay phim thì bấm vào đây phát là nó quay phim luôn, không phải chờ thời gian khởi động nữa. Nó mất cái khoảng khắc nào đó trong cái cuộc đời của mình. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ review qua cho các bạn xem về các tính năng của nó này. Tính năng của nó thì chắc là có là nhiều người review rồi phải không? Nhưng mà mình review qua thôi. Đây là tính năng của nó. Trước thì mình sử dụng cái gọi là một cái máy quay action cam nhưng mà nó không có cảm ứng các bạn. Mỗi khi bật là phải bấm tạch tạch tạch. Đấy, chuyển các chế độ nó rất là mất thời gian và một thời gian sau những cái phím ấy nó cũng cứ cứng dần theo thời gian các bạn, rồi là nó hỏng luôn. Đây, nên là hôm nay thì mình mới được nâng cấp lên cái chức mới đây, cảm ứng các bạn, vuốt này, vuốt rất là nhẹ nhàng, vuốt rất là gọi là rất là phê các bạn, rất là nhanh đây. Đấy, chuyển đổi các chế độ như là chế độ chụp ảnh này, quay video này. Và cái con này thì nó cũng không quá là màu mè đâu. Cái thiết kế của nó thì cũng tối giản đến mức có thể các bạn. Đấy, quay video này, chụp ảnh này, quay video. Còn cái tính năng chụp ảnh của nó cũng khá là hay ho nha các bạn. Đây, chuyển sang chế độ photo thì nó có có chế độ chụp nhanh này, chụp bình thường này, Và cái chế độ chụp time này các bạn, chụp hẹn giờ này. Đấy, các bạn bấm vào đây. Đây, mình sẽ cài đặt chế độ chụp ảnh. Ví dụ như là 1 giây mình chụp một tấm các bạn. Đấy, mình cứ tầm 1 giây là nó chuyển một tấm. Mình sẽ có những cái tấm ảnh gọi là cái gì à? Chụp kiểu như là thumb up như bạn, nhưng mà là chụp ảnh các bạn. Đấy, mình lên máy tính mình hậu kỳ phát là nhìn nó rất là đẹp, đẹp hơn quay video rất là nhiều. Đấy, nó cứ tầm 1 giây phát là nó chụp một cái ảnh các bạn. Đấy các bạn, 1 giây nó chụp được một tấm này. Đấy, mình để cả ngày cũng được. Thì mình xem là tối đa được bao nhiêu giây các bạn. Đây, tối đa nó được 125 giây, tức là cứ 125 giây là nó chụp một tấm các bạn. Đấy, các bạn để cắm sạc vào. Đấy, các bạn để nó chụp cả tháng luôn. Nếu mà bộ nhớ các bạn đủ để cho nó chụp cả tuần, cả tháng. Ví dụ là các bạn quay một cái cảnh gì đó mà nó cần rất là nhiều thời gian, hoặc là quay một cái cảnh mà bông hoa nở chẳng hạn các bạn. Nó hoa tự nó nở ra nhìn nó rất đẹp, nhưng mà bông hoa đấy nó nở có thể là mất khoảng 1-2 ngày. Thì đây các bạn bật để cái chế độ chụp hẹn giờ này, cứ tầm khoảng vài chục giây thì nó sẽ chụp một tấm, vài chục giây thì nó chụp một tấm. Thì sau khi mình hậu kỳ trên máy tính lại thì nó sẽ có một cái cảnh gọi là hoa nở các thứ, và hình ảnh nó có thể rất là nét các bạn. Và mình có thể chỉnh sửa màu sắc các thứ, nó ok hơn video rất là nhiều các bạn, nó nét hơn video, nói chung là như vậy á. Các bạn, còn một cái điểm mà chú ý nữa là về thẻ nhớ các bạn. Các bạn cần phải sử dụng cái thẻ nhớ tốc độ đủ nhanh nhá. Cái thẻ nhớ này thì là của mình thôi, mình cứ tưởng nó sử dụng được, nhưng mà con này chỉ quay được thôi nha các bạn, còn xem lại thì không có xem được, tại vì tốc độ của nó chậm các bạn. Con này là con 16GB class 10 nha các bạn, C10 đấy. Hôm nay thì mình có mua thêm một cái con khác các bạn, mua thêm một con khác về test thử xem là nó có ok không. Con class 10 này thì quay các thứ thì nó ok thôi, nhưng mà nó không cho xem video các bạn, nó máy nó báo là cái tốc độ thẻ nhớ nó chậm ấy. Đây, hôm nay thì mình mua thêm cái con thẻ nhớ này. Thẻ nhớ này là 64GB U3 nha các bạn. Đây các bạn, thẻ nhớ này là 64GB ở trên Shopee nha các bạn, giá là tầm khoảng 200.000, nhưng mà hôm mình đặt trên Shopee là họ là ghi là U3, nhưng mà đây chỉ có U1 thôi các bạn, 200.000. Không biết là có dùng được không. Mình chọn U3 nhỉ, trước mình chọn U3 là nó có U3 nhá các bạn, 64GB U3 thì nhanh hơn nha các bạn. U1, U2, U3 này, cái này là nó cho U1 rồi. Không biết là nó có thể quay được không, bây giờ thì mình sẽ tiến hành test thử cho các bạn. Nó chỉ có U1 thôi, nhưng mà nó vẫn nhanh hơn cái con C10 của mình. Con này 64GB, ở đây thì nó có một cái adapter để chuyển đổi này. Con này có thể sử dụng cho những loại máy ảnh lớn này. Đây là cái thẻ nhớ đấy các bạn, 64GB. Đó, đây là cách lắp mở nha các bạn. Đấy, cũng hết sức là đơn giản thôi. Ở trên thì nó có một cái cổng cắm sạc và cắm có thể là cóp dữ liệu luôn các bạn, cổng USB Type-C. Cổng này là cái cổng cắm mic luôn. Ok các bạn, mình sẽ thử test nha các bạn. Đây, hiện tại thì mình đang quay ở chế độ 4K các bạn. Đây các bạn, hiện tại thì mình đang test camera quay ở chế độ 4K 30 frame. Chế độ này thì vẫn còn chống rung nha các bạn. Ok bạn, vậy là cái chiếc thẻ nhớ U1 này có thể phát lại rồi các bạn nhé. Đấy, còn cái thẻ C10 của mình thì không thể xem lại được cho các bạn. Cái con thẻ này chỉ có quay thôi, không có xem được. Đấy, nên một lưu ý cho bạn mà trước khi mua thẻ nhớ. Và thẻ nhớ thì bây giờ thì nó cũng quá là rẻ thôi. Một cái chiếc thẻ nhớ 64GB liền mà chỉ có 200.000 thôi, Shopee nha các bạn. Mà hơi buồn nhẹ các bạn, nó ghi là U3 nhưng mà hộp là chỉ có U1 thôi các bạn nhé. Đây, class 10 U3, vỏ cũng ghi U3 luôn. Các bạn, về thẻ nhớ thì tạm chấp nhận các bạn. Đấy. Còn cái cổng trên nữa các bạn, nó còn có cái cổng trên là cổng này USB Type-C này các bạn. Đó, mic này. Cái cọc cáp này thì mình mua trên Shopee luôn, giá là 10.000, tiền ship là 30.000, tức là 40.000 các bạn. 10.000 cộng với 30.000 tiền ship nha các bạn, 40.000 cắm vào không sử dụng được. Đấy, nó ra cái cổng như này, cắm mic vào đây để mình sử dụng ấy, nhưng mà không có nói được các bạn. Cái này hình như nó sử dụng cái điện thoại được các bạn. Còn cái cổng mic của cái này là phải sử dụng loại có hãng các bạn, giá của nó tầm khoảng vài trăm ngàn nữa. Đấy, nhất định thì mình sẽ phải mua thêm một cái cổng để cắm kết nối mic nữa. Đấy, cho âm thanh của nó sẽ có thể là tốt hơn. Nhưng mà cái đấy là để sau đi. Đấy, tạm thời là như vậy rồi đó các bạn. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đang test camera, đang quay ở chế độ 1080 60 frame. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái thử thách chạy liên tục trong vòng 24 giờ nha các bạn. Đùa tôi, chạy 24 giờ là mình đi luôn đấy các bạn. Chạy 24 giây thì còn được. Hiện tại thì mình đang đi thể dục trong một cái công viên khá là đẹp, khá là trong lành các bạn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái màu cỏ xanh của mình. Đây là mình quay ở chế độ bình thường nha các bạn, không phải là HDR. Đấy. Hiện tại thì không có nắng và đây là mình để cái chế độ M các bạn, không phải auto. Chỉnh sáng bằng tay đấy. Hiện tại thì mình đang có cầm một cái gọi là gậy, cái tripod các bạn, nó dài dài khoảng 30 cm, nối dài ra. Đấy, nói chung là hình ảnh khá là mượt, không bị rung các bạn. Dài hơn nữa này. Dài hơn này. Chạo dư sườn các bạn ơi. Đây là một cái công viên cho trẻ con. Hãy trượt phát chạo xương sườn các bạn ơi. Chống rung nào. Test chống rung nào. Test chống rung. Mệt quá. HDR không có chống rung cho các bạn. Rồi các bạn, trong những cái điều kiện mà ánh sáng nó quá là phức tạp như thế này thì mình khuyên các bạn là nên phải chuyển sang cái chế độ mờ nha các bạn. Chế độ này thì là chỉnh tay này, hiện tại thì mình đang để ISO là 400 và cái tốc độ màn chập là 1/400 này các bạn. Cứ tối tối một chút, về mình hậu kỳ lại màu sắc nó nhìn sẽ tươi hơn. Và đây là sau khi mình đã hậu kỳ. Một 1080 30 frame trên giây.